Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả nha anh em ơi. Ở video này thì Khả sẽ soi đồ cao thủ Mizu cho anh em xem. Hiện tại Mizu có vẻ như là phá gì đây. Nhìn có vẻ như là gió đan hoặc là thiên nhẫn này. Mizu không biết là phá gì nè. Nhưng mà Khả nghĩ là cái cơ hội gió đan là nhiều nè. Phá gì đây? Mang một nhẫn kỹ năng kim quang. Một cấp này. Áo hai cấp này. Áo 2 cấp này, phi phân 3 cấp này, với càng khôn nữa là hiện tại này 5 cấp kỹ năng vẫn có nè mày. Đại ạc này được 65 mạng, top 6 tông kim. Một cao thủ khá là mới. Không biết là phái gì, được hai dự đoán nha. 10-40 phòng thủ. Kỹ năng vẫn có 1 này. Bật tay 10-23-40. Giày 24-40, khá là đẹp. Vũ khí khăn lo 30. Gia truyền làm chậm 40. Thì hiện tại này phòng thủ khá là cao nè. 10 này, 29 này. Giá chiên này thì hiện tại này được 80 chậm và 80 chón. Khăn lôi được một món. Và con ngựa này một cấp, khai nghĩ chắc này chắc là gió đan. Cơ hội là gió đan nhiều nữa nè. Rồi khai đúng không? Gió đan. Mizu không có thiên nhẫn. Không biết phá gì luôn, khai nghĩ chắc là gió đan nè. Đằng này gió đan đúng không? Rồi khai hỏi thứ nè. Võ đan, à ba này gió đan hay sao nè mày. Tại vì vừa dân đang ngồi á thì không biết là cái chống phá trên đầu là như thế nào, tại vì không có thấy búp. Theo anh nghĩ, anh theo anh em nghĩ thấy gió giống gió đan nhiều hơn nè. Một gió đan, hai thiên nhẫn thôi nè. Tại vì cái hướng đi sẽ nhu tình như thế này thì chỉ như vậy thôi nè. Ngọc bội nhu tình cực phẩm này quá đẹp luôn. Một ngọc bội quên một cái nhẫn cấp 5 luôn nè. 50 nội công vải cánh rồi. Cái áo kỹ năng một cấp thì bình thường rồi. Cái này cũng bình thường rồi, 40. Cái này mắt pin. Đó. Này cũng mắt pin. Trời ơi, cấp 5 luôn nè. Ép lên cấp 5 luôn mọi người. Nội công 50. Khả nghĩ là gió đan nè mọi người. Tại vì tầm này á, nếu mà đỡ mà giao tranh tốt thì khả nghĩ gió đan thì nằm tốt, mà nằm trên tốt thì rất đơn giản thôi. Khả nghĩ là gió đan ấy, còn thiên, tầm này thiên nhẫn không có tên tuổi gì mà đỡ lên tốt nổi đâu nè. Đó. Anh em nào mà có ý kiến nào khác hơn thì cứ comment cho vui nè. Khả nghĩ gió đan là tỷ lệ 100% nè. Mizu gió đan hạng 117 thì khả nghĩ là hạng 117 thì trên top này có không có này. Hạng 117 thì không ui gió đan, trời ơi toàn VIP. Toàn 150 mấy thôi, vãi cả nồi. Anh em thấy chưa? Vừa gộp server vào anh em không? Toàn gió đan mà gió đan khủng nha. Toàn gió đan gấp mình 14 15 cấp thôi nè. Ghê chưa? 12 giờ đến 15 cấp thôi. Rồi, anh em xem video của Mizu này đừng quên cho cao thủ này một like, chia sẻ ủng hộ cho nha anh em ơi. Ảnh gió đan đúng không? À, cho anh em xem đồ thì nói chung đồ tầm này thì đơn giản thôi em. Sẽ nhu tình thì cái áo này cũng nếu mà hiện tại server khoảng tầm 5 kim đi thì cái áo này khoảng 300k. Giá chiên này khoảng 1 kim đi là 70.000. Ngập bội này thì khá đẹp. Ngập bội này nếu mà từ đầu server ngập bội này bèo lắm phải trên 5 triệu nè. Trên 5 triệu ngập bội này. Nhưng mà tầm này thì nó sẽ rẻ rồi, nó không có cao như trước đâu. Rồi mắc là vẫn nhẫn kim quang nè. Nhẫn kim quang này thì thời hạn 3 ngày nha. Và hiện tại này đang sở hữu mình 5 kỹ năng vốn có. Nhẫn này, áo bằng phi phong và kèm theo càng không hai cấp nữa là 5 cấp kỹ năng võ đan ấy, khả nghĩ võ đan tỷ lệ cao nè. Và tay này khá đẹp, 23-40 sinh khí các kiểu, sinh lực đó, hướng về sinh lực thì khả nghĩ võ đan là cao này. Rồi cái đai lưng này cũng khá đẹp, ok đó không biết ngay rồi nè. Tại vì tầm này võ đan nó mới lên top được thôi chứ thiên nhẫn khó lắm. Nón này cũng một kim, vũ khí này sinh lực cao, kháng lâu 30 thì vũ khí này chắc cũng tầm 2-3 kim quay đầu nè. Tầm này giá đó thôi, 2-3 kim thì nó khoảng tầm 200-300 nghìn. Đôi giày này đẹp nè, đôi giày này chắc hàng hiếm nè. Đôi giày này quá chuẩn luôn cho giò đan luôn. Sinh khí 17, chọn 40, kháng hỏi 24, quá đẹp. Đôi giày này không còn gì phải chờ nè, không còn gì phải chờ được. Rồi, nói chung thì nhẹ nhẹ set đồ này thì tổng set đồ này kèm ngựa này khả nghĩ set đồ này trên 7 triệu nè. Set đồ này trên 7 triệu đó mọi người. Người này bèo bèo khoảng server khoảng tầm 700k này. Đó. Hiện tại bây giờ là giá nó khoảng tầm 700k, khoảng 10 kim quay đầu nè. Bao tay với giày quá đẹp, hai món này quá đẹp nè mày. 24-40, 23-40. Trời, quá đẹp luôn. Vũ khí này thì nhiều, nón này thì nhiều, giày này thì nhiều, áo thì nhiều. Đó, đai lưng thì cũng khá là hiếm. Nói chung là set đồ này thì trên dưới 7 triệu nè. Thì nó mắc vẫn là cái món cực phẩm, nó có tên cực phẩm thôi. Đó, nó mắc là cái đoạn này nè. Ngựa này tầm đó, còn mấy món này cứ tầm 300-400 nghìn quay đầu nè. Bao tay với giày quá đẹp. Nói chung hai món đồ xanh này khai quá ưng rồi nè. Cái vũ khí này quá pin rồi, cái vũ khí này server cũng khá là nhiều nên là không cần phải nói nhiều nữa. Rồi, anh em xem video này đừng quên ủng hộ cho Mizu. Cao thủ vào đang một like và chia sẻ ủng hộ video này, ủng hộ nha anh em ơi. Anh em nào thích cao thủ nào cứ comment bên dưới nha nè. Em sẽ soi tiếp. Ok, đây.